3 món 100 ngàn đồng. Mình giữ nhiệt các loại. Món 3 món 100 ngàn đồng.
giữ nhiệt, bình giữ nhiệt các loại đồng giá 35.000 một món, 3 món 100.000 đồng. Giỏ sắt, thao rổ nhựa, kho thực phẩm, thùng rác, túi rác cao cấp cũng đồng giá 35.000 một món, 3 món 100.000 đồng. Nóng bảo hiểm người lớn, trẻ em, bình phong cao cấp, kẹo thủy tinh, kẹo lên rượu các loại cũng thanh lý đồng giá 35.000 một món. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Cuisine để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trời ơi.